Hi, hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Vietnamese G-Shock Reviewer, kênh review G-Shock dành riêng cho người Việt. Thì như tiêu đề, hôm nay mình sẽ làm một đoạn video clip để review nhanh một trong những model với thiết kế hoàn toàn mới của dòng Frogman, model GWA1000. Thì model GWA1000 Frogman này có gì đặc biệt thì chúng ta hãy cùng zoom in vào nó và theo dõi đến phút cuối cùng các bạn nha. Ok các bạn, và trước mắt các bạn đó chính là một chiếc G-Shock Frogman thế hệ mới nhất, GWA1000. Thì model này có gì đặc biệt thì các bạn chỉ cần zoom in vào nó thì các bạn có thể thấy cái điểm khác biệt rõ rệt nhất của dòng Frogman. Nếu như các bạn là một fan của G-Shock Digital, đó là những cái dòng mà full số, thì Frogman sẽ là một trong những chiếc đồng hồ mà các bạn phải gọi là must have luôn, có nghĩa là các bạn phải có một chiếc Frogman trong bộ sưu tập của mình. Thì đa số tất cả những chiếc Frogman từ xưa tới nay đó thì đều là được thiết kế trên cái nền tảng là digital, có nghĩa là full số chứ không có kim. Nhưng chiếc G-Shock Frogman GWA1000 này được ra đời vào tháng 6 2020 thì em nó lại được trang bị một cái dial là analog chứ không phải là digital nữa. Không có một cái số digital nào ở trên cái chiếc G-Shock Frogman này luôn, và em nó được thiết kế theo cái dạng concept của những cái dòng full analog giống như là MTG hoặc là GBW, một cái này kia là các kiểu đó, các bạn có thể nhìn vào dial các bạn có thể thấy. Có thể nói rằng là Casio G-Shock đã quyết định cho ra đời chiếc G-Shock Analog Frogman này để gọi là chiều lòng fans G-Shock của Casio. Nhưng cái thiết kế này ban đầu cũng gây tranh cãi rất là nhiều, tại vì người ta thường nói là khi mà thợ lặn đeo những chiếc đồng hồ nào ở cái mật độ sâu á thì cái việc mà quan sát á, ở dưới cái mực nước sâu như vậy á, thì digital nó luôn luôn họ làm cái công tác đó tốt hơn, nhưng cái công tác về cái vấn đề mà analog này thì nó sẽ không có bằng cái digital được. Nhưng ở đây thì thật sự mà nói 10 người đeo Frogman thì chỉ có một người, hoặc là nhiều khi 100 người chỉ được một hoặc hai người đeo analog, đeo G-Shock Frogman để lặn thôi. Còn đa số thì người chơi sẽ đeo cái dòng này ở cái yếu tố là thời trang là chính, nên là Casio G-Shock đã triển khai và đã khai thác cái vấn đề đó và đã cho ra đời cái em G-Shock Analog Frogman này. Đó, là nói về cái Analog Frogman trước. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng zoom in vào các chi tiết của em nó, xem những cái phần chi tiết của em nó thì có cái gì đẹp và đặc sắc hơn những dòng trước đây các bạn ha. Về ngoại hình thì em G-Shock Analog Frogman của chúng ta giống y chang những đồng G-Shock trước, với cái thiết kế bất đối xứng, bên trái và bên phải là hoàn toàn khác nhau, không có cái điểm giống nhau. Và cái điểm nổi bật nhất đó chính là cái dòng chữ Frogman ở phía góc bên trái của chiếc đồng hồ của chúng ta. Cũng vẫn là cái size key tương đối khá là to và cái dây cũng khá là dài. Thì G-Shock Analog Frogman của chúng ta có cái size key độ cao này được tính là 56,7, chiều ngang là 53,3 và độ dày của em nó là 19,7. Và do được cái cấu tạo là bằng cái carbon monocore và carbon core đó các bạn, nên cái phần back key cũng như là cái phần body core của em nó có được giảm cái trọng lượng, nên hiện tại tổng cái cân nặng của em nó chỉ có 119 gram, là tính ra là nó nhẹ hơn so với những dòng Frogman đời trước, thậm chí là nhẹ hơn cả GWFD1000 đó các bạn. Rồi, ở trên tổng thể dial của em nó thì bây giờ đã được làm nổi cái phần viền kim loại lên nhiều hơn so với đời trước rồi. Thì cái bezel này của em nó là bằng kim loại các bạn ha. Còn những cái phần G ở đây đó thì bằng nhựa. Đó, bằng cao su resin, thì giống với là những cái dòng như là GB100 đó, thì viền kim loại ở dưới và là cái G ở trên. Đối với GB100 thì là carbon, nhưng đối với em Frogman của chúng ta là viền vẫn là viền bằng thép. Đây là thép chống rỉ luôn các bạn ha. Về những cái phần ốc trên dial thì chúng ta có hai cái con ốc ốc dẹp ở đây để giữ cái phần bezel bên trái, còn bên đây hai cái G lớn này được giữ với cái dạng ốc lớn, đây là ốc chữ T đó các bạn nha. Nhìn nó sẽ rất là hay, nó khá là giống với những cái ốc của dòng MTG nhưng nó chỉ to hơn thôi. Rồi, ở bên trái này chúng ta có hai cái nút bấm, thì cũng tương tự chúng ta sẽ có một cái nút chỗ này là cái nút dạng như là display đó, để bấm vào là cái kim nó sẽ chạy ra khỏi màn hình để chúng ta quan sát những cái dial nhỏ trong này nó dễ hơn. Và chúng ta có một nút ở trên này là nút mode để chúng ta chuyển những cái mode xem như là time rồi stopwatch timer này kia các kiểu bên trái. Ở đây chúng ta có một nút đèn và nút light chỗ này các bạn đó. Và chúng ta có một cái nút chỗ này là nút start stop để bắt đầu bấm đếm giờ đếm ngược hoặc là kích hoạt cái chế độ dry mode các bạn nha. Đây phần bezel. Thì Tương đối thì nhìn cái phần dial bezel này đó, nó cũng mang cái nét của Frogman thì không có gì khác, nhưng ở cái phần analog thì nó cho chúng ta một cái trải nghiệm hoàn toàn khác. Nó giống với là những cái thiết kế của dòng MTG, MTG hoặc là MRG đó các bạn, nó khá là giống với cái kiểu thiết kế là bên trong chúng ta sẽ có 3 kim giờ phút giây đó, hoạt động độc lập, và chúng ta sẽ có một cái đồng hồ 24 giờ ở đây cũng số lượng đồng hồ 24 giờ ở trên, và cái đồng hồ lớn chỗ này được chi tiết màu đỏ đậm ở viền ở ngoài chrome á, và ở trong là họa tiết đồng tâm thì đây là cái giờ world time, hay là người ta còn gọi là cái chế độ dual time đó các bạn đó, mỗi giờ và giờ ở đây. Ở trên này chúng ta có một cái ô nhỏ hiển thị cái ngày trong tháng, và ở đây chúng ta có một cái mode hand, một cái mode size ở chỗ này đó, nó sẽ báo chúng ta là cái thứ trong tuần cũng như là cái mức pin cũng như là những cái chế độ xem. Đó, cũng khá là trực quan, nói chung là khi mà nhìn vào thì cũng khá là trực quan, nhưng mình vẫn nghiêng về cái digital hơn nghe các bạn. Và analog Frogman của chúng ta vẫn hỗ trợ là độ sâu là 200m các bạn ha, và full control ở dưới nước. Thì cái dòng G-Shock Frogman thì các bạn cũng đã biết tới ở những clip mình làm trước đây rồi, với cái tính năng là chống nước hoàn toàn tuyệt đối, mà khi các bạn xuống nước thì bấm nút thoải mái, không lo lắng gì cả. Hai nút ở đây thì kim loại tròn ha, vẫn là cái style đó, giống như là con mắt ha, mắt S. Rồi, ở đây thì hai cái nút này cũng là bằng kiểu như kim loại. Trước đây có một cái nút round ở đây để tinh chỉnh kim, chỉnh múi giờ các kiểu ở bên đây. Rồi, cái phần tiếp xúc dây và vỏ của em nó thì là hai cái màu hoàn toàn độc lập. Ở đây là chúng ta có một cái nền màu đỏ, và mình chọn màu đỏ vì là màu nó rất là tươi, rất là đẹp. Chúng ta có hai cái con ốc bắt dây ở đây cũng là ốc lục giác, và này ốc thì cũng tương đương với cái ốc Frogman đời trước của D1000. Ở đây là phần dây. Phần dây có thể nói là chỉ là một cái phần mà mình rất là thích, mình cực kỳ là thích cái phần dây này luôn. Tại vì dây lần này chúng ta không phải là dây carbon, không phải là dây carbon core nữa, mà nó cũng xịn sò hơn cái loại dây của những cái dòng như là GWF-A1000 đời trước. Nó dày hơn và cảm giác cầm dây nó mềm hơn, và nó rất là mịn. Và mình đã thử đeo lên cổ tay thì nó rất là êm, rất là ôm tay, mình rất là thích cái kiểu dây như thế này các bạn. Đó. Và đặc trưng của cái dòng dây Frogman là cái lỗ bắt dây theo liều luôn hình tròn các bạn ha. Đó. Và dây cũng rất là dài, đuôi dây được cắt cốc xéo nè các bạn. Đó. Mình cảm thấy rất là thích cái dây này, sờ vào nó rất là đã các bạn, mình rất là thích luôn á. Nó dày hơn, và cái độ dày này thì nó lại mình thấy là nó tương đối dày so với cái dây Merge Master, nhưng mà cái cảm giác cầm vào dây thì nó mềm hơn rất là nhiều, nó không có bị cứng bị thô, và trên mặt này cũng khá là mịn. Thì cái độ mà chống chày của dây thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ tương đối thôi, chứ nó cũng không có tuyệt đối. Và dây này không được làm bằng carbon insert, nên là cái độ bền thì phải để thời gian kiểm chứng. Nếu mà mình nghĩ là mà đeo thông thường thì dây này sẽ rất là tốt. Ở bên đây chúng ta có cái phần dây ngắn. Cái dây ngắn ở bên đây thì cũng tương tự chất liệu ha các bạn ha. Chúng ta có một cái band lock ở đây, thì cái kẹp dây đó các bạn thì nó là bằng nhựa chứ không phải là bằng kim loại như những dòng GWFD kim bằng nhựa thôi. Nhưng mà thật sự các bạn có thể thay cái này bằng kim loại rất là dễ, thay những cái khóa kẹp dây kim loại dễ dàng thôi, không có gì khó khăn cả. Và chúng ta có cái kẹp dây, cái khóa cũng sử dụng cái loại khóa lớn, giống như là dòng D1000 các bạn ha, khóa lớn. Mình thích cái khóa này hơn là những cái khóa thường. Ở đây chúng ta có cái khóa này của dòng Merge Master này, hay là Graffiti này, nó nhỏ hơn so với cái khóa lớn này, mình thích cái khóa lớn này hơn. Và một cái điểm đẹp nhất ở cái em Frogman này đó chính là cái back case. Thì bây giờ các bạn lật cái back case của em nó lên thì các bạn có thể thấy đầy đủ tất cả những cái thông tin, thông số của Frogman. Và em nó cũng có một cái logo và một chú cóc ha, một cái thanh sét ở đây rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Và cái phần back case này các bạn là làm bằng cái chất liệu là mix giữa kim loại và carbon monocore, nên là sờ rất là sướng. Mình cực kỳ là thích sờ cái phần back case này các bạn, sờ rất là sướng luôn. Nó giống như cái back case của GWRB1000 Graffiti Master Carbon Core các bạn, y chang luôn. Rất là thích các bạn. Ở đây hiển thị đầy đủ các thông tin này các bạn ha. Bluetooth rồi ABC, tên, modem rồi chuẩn Euro, Europe, UK gì đó sao, đủ rất là đẹp. Rồi chúng ta back về lại cái dial của em nó. Thì ở cái phần back case này đó các bạn thì nó không có ghi cái dòng chữ đó là sapphire crystal, có nghĩa là không nhắc tới cái việc mình sử dụng kính sapphire. Nhưng mà Casio đã confirm rằng là cái kính của GWF-A1000 analog Frogman đó là sử dụng cái kính giống như cái thế hệ kính của MTG là kính sapphire luôn các bạn ha, sapphire chống chói. Các bạn có thể nghiêng cái kính và các bạn thấy được cái thấu kính nó được thay đổi đó các bạn. Đó. Rồi. Vậy là chúng ta vừa nói sơ qua về cái phần thiết kế của em G-Shock Analog Frogman rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói sơ một chút xíu về cái phần tính năng của em nó. Thì đa số các bạn biết tới G-Shock Frogman với một cái combo tính năng thì thường thường là la bàn, rồi nhiệt kế, rồi đo độ sâu. Đó là tính năng của em GWF-D1000. Tiện thể thì trên tay của mình cũng đang có một model GWF-D1000K. Đây là phiên bản giới hạn của Lotus C&D 2016, cực kỳ là hiếm luôn. Mình sẽ làm review em này sớm cho các bạn. Thì tiện đây mình chia sẻ luôn cho các bạn một tí xíu. Đó là sự khác biệt giữa analog và digital. Đó, các bạn có thể thấy hai bên. Còn lại thì cái thiết kế thì nó mang cái hơi hướng Frogman khá là giống nhau, không có khác gì nhau lắm mấy. Đó, cái này thì nó hơi nó hơi gu ra tí thôi. Rồi, thì đối với em GWF-D1000 của chúng ta thì sẽ có đo độ sâu, la bàn, nhiệt kế, nhiệt độ nước đó, rồi thủy triều, thuần trăng thì chắc rồi. Nhưng đối với em Analog Frogman của chúng ta thì cái tính năng nó lại gói gọn hơn, tại vì nó lại không được hiển thị cái phần digital, nên là nó sẽ rất là khó để các bạn có thể dẫn chỉ những cái thông tin về độ sâu, nhiệt kế này kia nọ đó. Nên em nó chỉ có một cái tính năng cơ bản là bấm giờ này các bạn, chúng ta có cái này thủy triều và tường trăng này các bạn. Đó, thủy triều, tường trăng này, các bạn sẽ thấy cái kim này sẽ xoay lên này đó, nước lớn, nước rồng. Rồi chúng ta sẽ có stopwatch là đồng hồ đếm giờ, chúng ta có timer đồng hồ đếm ngược, chúng ta có báo thức là alarm. Rồi, chỉ đơn giản là vậy thôi. Thì em nó sẽ không có cái combo tính năng là triple sensor là la bàn, nhiệt kế, bla 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 như em tiền nhiệm là GWF-D1000. Tuy nhiên GWF-A1000 của chúng ta lại trang bị thêm một cái con chip Bluetooth. Đó là chiếc đồng hồ chúng ta có thể kết nối với điện thoại smartphone thông qua ứng dụng G-Shock Connected. Nhưng cái ứng dụng này giúp cho chiếc G-Shock của chúng ta có thể lưu được cái tọa độ, là cái vị trí mà thợ lặn thường bơi lặn ở dưới, lặn ở cái khu vực nào thì có thể lưu lại được cái tọa độ đó luôn. Chỉ cần kích hoạt vào Drive Mode là nó có thể lưu lại được là cái vị trí lặn và lặn bao lâu, lưu được cả track log thì cái nào đầy đủ ở trên điện thoại smartphone luôn. Thì được cái này mất cái kia, nhưng mà nhìn chung thì em nó cũng đầy đủ tính năng. Tại vì thật sự mà nói thì thợ lặn cũng ít dùng những cái tính năng function sensor khi mà ở dưới cái môi trường nước, nên là mình nghĩ là nó cũng khá là ổn. Rồi, nếu mà chúng ta so sánh một chút xíu về cái phần đèn đó thì các bạn có thể thấy ha, đèn của Analog Frogman á, thì là dùng đèn chip LED, còn đèn của Frogman thế hệ trước á, thì dùng là LED nền. Thì nếu mà LED nền ở dưới môi trường nước sẽ thấy rất là sáng, còn cái LED đơn này thế này á, thì mình chưa test nên mình chưa biết được, nhưng mà phản hồi lại cũng rất là ok. Và thêm nữa là Analog Frogman của chúng ta được hỗ trợ một cái gọi là plum các bạn, neo plum á, rất là sáng luôn. Nếu mà đồng hồ chúng ta được tiếp xúc với một lượng ánh sáng đủ thì nó sẽ cho một cái lùm rất là đẹp, hơi tối khó các bạn có thể nhìn, nhưng mà đó các bạn có thể thấy được đây. Đó, lùm rất là sáng và chúng ta có một cái viền lùm trải dài rất là rộng đó, để chúng ta có thể quan sát dưới bóng tối. Rồi, ok, tính năng thì em nó cũng gói gọn như vậy. Và cái giá của em GWF-A1000 của chúng ta thì nó đang rơi vào tầm khoảng 20 triệu, hơn 20 triệu cho một chiếc Analog Frogman. Ở store đang bán với mức giá là 20 mấy triệu á, 24-25 triệu mình nhớ là như vậy, nhưng mà cái giá sách tay thì nó sẽ rẻ hơn được một chút xíu. Đó, cho các bạn. Thì em này thì nhìn chung thì đeo lên tay thì cũng rất là ok. Đó, với cái cổ tay của mình là khoảng 10-20 thì mình đeo cái em Analog Frogman này cũng xăm cũng rất là ok. Tại vì G-Shock là thường thường được Casio G-Shock Frogman được làm ra để dành cho thợ lặn, nên là cái size của em nó làm nó khá là to để có thể bao được cả cái bao tay của cái người thợ lặn luôn. Cái đặc trưng rồi, nên là dây nó sẽ rất là dài. Những cái bạn nào mà có cổ tay nhỏ thì có thể tìm đến những em Frogman như là GF-8250 hoặc là DW-8002, nó sẽ phù hợp với các bạn hơn là những cái dòng to như thế này. Cái này chỉ phù hợp cho những bạn nào có cổ tay phải từ 17 trở lên thì đeo mới ok. Rồi, mình quên nói nữa thì em Analog Frogman của chúng ta cũng được trang bị một viên pin, đó là pin năng lượng ánh sáng, pin solar ha, cho các thời gian sử dụng cực kỳ là tuyệt vời. Rồi, đây là cái bài review nhanh của mình về Analog Frogman, cũng như là chia sẻ với các bạn về cái cảm nghĩ của mình. Còn cảm nghĩ và suy nghĩ của các bạn thì sao thì đừng quên để lại comment ở phía phần bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn sớm. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sắp tới, và đừng quên bấm like, subscribe và chia sẻ video. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn, bye bye.